Hey yo, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Huy Lương ở đây. Lại là cái chuyên mục đến hẹn lại lên của cái tựa game đại chiến nguyên tố các bạn ạ. Và ở video trước thì mình đã mở ra được trái băng. Còn ngày hôm nay thì sức mạnh mình sở hữu là gì thì mình cũng chưa biết được các bạn ạ. Nếu như các bạn tò mò thì đừng quên là cho mình một like và một đăng ký kênh. Và đặc biệt là bấm nút chuông lên để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn nha. Còn bây giờ thì let's go. Vâng, và vẫn là Naruto và Madara. Là gì đấy? Trái băng, trái xương, trái pha lê, trái sấm sét. Trái sấm sét. Trái công nghệ. À, mình nhớ rồi, trái công nghệ này có thể cho mình sao chép được chiêu thức của người khác đúng không? Mình thử đi. Ok nha. Đấy, hôm nay mình sẽ chơi trái công nghệ các bạn ạ. Và cái nhân vật của trái công nghệ này là theo như mình nhớ là hồi trước là nó mở tắt con gì ta? Phi hành gia thì phải. Mình cũng cực kỳ là thích phi hành gia luôn. Anh ơi, em vừa vào game mà sao lại bắn tung cả đít em lên thế nào? Chưa xây một cái gì luôn, tường chưa xây, mái nhà không có, cửa không luôn. Nó đứng trên cái pháo đài kia nó bắn mình, mày đợi đấy. Tí nữa tao xây được mày chết. Sợ quá, sợ quá. Rồi, tôi sẽ mở thêm một cái sản xuất. Ok kìa, chưa đủ tiền luôn. Bao nhiêu? 200 à? Bây giờ còn 195 các bạn ạ. Xây tường trước đi. Ok. Còn bây giờ tôi sẽ đi ra tôi khám phá xem là ở ngoài này có cái gì. À đúng rồi, còn có cả mấy cái thùng thính này, chúng ta có thể kiếm tiền ở trên đấy luôn các bạn ạ. Được đấy. Đâu rồi? Hôm nay là dân cư ở đây là hơi bị thưa thớt. Đấy, tôi vừa mới chuyển đến một vùng đất mới thì bây giờ ui, ở bên này là cái trái gì? Trái nọc độc. Đây là trái nọc độc này. Bên này là trái trái dung nham này. Trái dung nham tôi đã gặp một lần rồi này. Tôi thuộc hết tất cả các cái trái trong này rồi. Ơi, đây này, cái trái màu xanh như này. Trái thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ à? Hay sao? À, trái này cũng vừa mới xây được xây được một ít tầng 2 các bạn ơi. Cho em vào tham quan với. À, đẹp đấy, đẹp đấy. Ây à, ông ấy làm gì đấy? Mở ra cánh cổng thông không gian à? Ui, chết thế. Không đi qua với, không đi qua được à? Cứ tưởng là mình sẽ kiểu gọi là đi vào đấy mình sẽ gọi là nhỉ, giống kiểu cánh cửa thần kỳ của Doraemon các bạn. À, nó có thể teleport luôn các bạn ạ. Wow. Anh ơi. Em trước khi vào tôi đang nói tôi chỉ là vào để tham quan thôi mà. Tôi có làm gì đâu, nhiên đánh cho tôi hẹo luôn, cay thật. Rồi xây tiếp về. Nghìn là nghìn rưỡi. Ui, sao xây trái công nghệ đắt thế? Tận nghìn rưỡi cơ à? Đâu? Siêu kiếm. Ui, đào to nhỉ. Ui, Naruto à? Trái nửa à? Được đấy, đào to này không biết là cái. À, đánh chiêu thứ ba là có vẻ đẹp các bạn ạ. Một này, hai này, ba. Wow, chém ra một cái đường lưỡi hái. Ơ kìa, anh ơi, em vừa vào thôi. Nó định bắt nạt mình các bạn ạ. Mày đợi đấy, thằng Naruto nhá. Mà mình cũng đã từng dùng trái lửa một lần rồi các bạn ạ. Trái lửa thì là đúng là Naruto thật. Ờ, mình đã từng dùng ba trái là trái ánh sáng này, trái lửa và trái gì ta? Trái băng các bạn ạ. Và hôm nay mình sẽ chơi trái công nghệ. Ờ, để xem trái công nghệ nó mạnh như nào các bạn. Như hôm nọ mình chơi trái băng là nó hơi cũng được các bạn ạ. Mình vẫn cay thằng Madara. Ôi giời ơi. Hôm trước thì là Madara, hôm nay thì là Naruto. Nào. Đứng. Em vừa mới vào xây xong cái con mặt bắt nạt. Cay thật đấy. Thực ra thì nếu mà mình là một cái người kiểu khỏe khỏe thì mình cũng thích đi bắt nạt người yếu các bạn. Cay thật. Rồi. Xây. Đấy. Bây giờ tôi sẽ đi thăm ngàn các bạn ạ. Nhưng mà sao hôm nay ít thùng thính vậy ta? Có một cái thùng màu đỏ nè. Mỡ. Ra gì đây? 1.000 tiền à? Được đấy chứ. Ui. Đây rồi. Vừa mới chê ít xong bây giờ nó lại ra các bạn ạ. Ê, thằng này cũng là trái. À, trái không gian đấy. Trái không gian. Vừa mới xây đúng không? À. Ê, chị ơi. Ui giời ơi. Nó xây được cả hết tường ở đây rồi các bạn ạ. Mà mình còn đã xây được cái gì đâu mà mình cứ ngựa ra ấy làm gì trời. Thế nào? Vụ nổ pho tôm là cái gì? Chiêu là chiêu gì vậy? Sao nhìn trông tèo thế? À, sẽ có một cái khiên xong rồi là nó bắn ra như kiểu Iron Man các bạn ạ. Đúng là công nghệ khác. Được đấy. Rồi tôi xây thêm cái này đây. Đấy, phải 1.000 các bạn ạ. Có làm thì mới có ăn chứ. Ok nha. Ui, boss ra kìa các bạn ơi, boss ra kìa. Nhưng mà bây giờ yếu quá thì... Ui, cái gì đây? Cái gì rơi đây? Ui, ở đâu bắn tên lửa đấy? Như hôm nọ là tôi cũng đã mở được một cái kho tên lửa các bạn ạ. Nên chắc là cái hiệu ứng nó cũng thế. Bây giờ là cái bộ con boss nó to như thế này không biết là có ai tiêu diệt được không các bạn. Như em là em cực kỳ là yếu rồi nên là em chỉ đứng ngoài level các bạn ạ. Ăn thôi. Tí nữa ai tiêu diệt xong thì em phải mượn tiền. Thế yếu này vào đánh như
vào vừa vào đến cái vòng tròn này đâu, nó đánh nhau hẹo luôn như đứng đấy mà hé. Đâu rồi, bảo đấy. Đâu, các anh đánh đi, các anh đánh đi để bạn hôi với. Ủa, rơi đâu rồi, tiền đâu, lụm tiền, lụm tiền. À chưa chưa chưa, các bạn này chưa, các bạn này còn 2 máu, 27 máu nữa. Đây rồi, na 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 na, 16 tiền, 16k tiền các bạn ơi. Ơ kìa anh ơi, cho em ké với thì làm sao, ham thế. À hẹo thôi, hi hi. Ê, ham lam mà làm gì các bạn ạ. Dù sao tôi cũng đã thu thập được 33k tiền mà không cần phải làm gì, chỉ cần đứng nhìn thì các bạn được đấy. Vụ lổ gì đây, vụ lở The Wind Potom là cái gì đéo, sao chiêu xấu thế. Ôi ôi, sai lầm rồi. Sao lần nào tôi chơi cái tựa game này nó cũng bị sai lầm vậy ta. Sao mở ra tận những cái trái gì vậy. Ôi ôi, nhưng mà không sao. Để tôi không biết là tí nữa tôi sẽ ăn cắp được chiêu nào để xem trong này. À tôi sẽ ăn cắp chiêu của thằng Marara các bạn ạ. Mối thù ngàn năm. Bây giờ tôi sẽ có 31.000 tiền, tôi sẽ xây. Tôi sẽ xây hết lên. Đấy, xây tường. Xây thêm cái tường nữa đây. Một cái tường nữa. Một cái tường nữa. Đấy, cầu thang. Vẫn còn 20.000 tiền. Giàu thật sự luôn đó chứ. Rồi, lên tầng 2 xây luôn các bạn. 14k tiền này tôi xây được cái gì? Chỗ thú cưng này. Đây ơi, cơ thể nguyên tố. Let's go. Mỡ. Trần 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 trần. Con gì đây? Ôi các bạn ơi, không phải trái công nghệ, không phải là biến ra hình người kiểu như là gì, phi hành gia đâu các bạn ạ. Đây là cái con gì? Con này trông cũng có vẻ được các bạn ạ. Ba thanh kiếm cực chiến. Ui, Zoro. Ba thanh kiếm của Zoro các bạn. Được đấy, được đấy. Rồi, bây giờ tôi sẽ cày cuốc trong vòng 10 phút để tôi xem là tôi sẽ xây được cái gì nha các bạn. 6 and a half hours later. Sau này ra xã hội làm ăn bữa trải, chỉ có làm cân cù thì bù. Thông minh nha, đừng có mà xin ăn nha. Đấy, cân cù thì bù thông minh đấy. Chỉ có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì ăn gì. Ăn một chưởng vào đầu như cái ông này này. Ủa ơi, trái gì đây? À, em chỉ đứng ngó, em chỉ đứng ngó tí thôi mà. Đây là đấy là trái dung nham các bạn ạ. Oh my god, nào sao đánh nhau bùm chiếu thế. Thôi được rồi, em kiếm đủ tiền rồi, em đi về đây, tạm biệt. À, 10 phút thì mình đã có 170k. Wait a minute, who are you? À, cái thằng này nó đâu? À, nó định trốn ở đây các bạn ạ. Nó trốn ở đây, nó tưởng mình không nhìn thấy các bạn ạ. Láo thật. Đi đâu, chạy đâu, đột nhập vào nhà mình các bạn ạ. Đứng nép một chỗ. À, đâu ơi, thằng trái ánh sáng này. Kazuma của chúng tôi. Nào, Kazuma One Piece à. Chạy đâu, chạy nhanh thế. À, nhà thằng này mới có một tầng đấy các bạn ạ. Nào sao, đột nhập à, đây là cái giá của sự đột nhập nhé. Ây à, chạy nhanh thế. Đỡ ơn bắt được em. Rồi, tha nó nha, tha một mạng này. Rồi ơi, trái gì đây? Trái xương à, trái xương sẽ ra con san các bạn ạ. Rồi, ok, bây giờ mình về mình lụm tiền. Đang lụm tiền, tự nhiên lại thấy cái thằng trộm đột nhập vào nhà cây thật. Ôi, 199k. 199k sẽ mở ra được cái gì đây? À đây rồi. Đây rồi. Tháp pháo Tesla. Ui ôi, có cả ông Tesla ở đây luôn các bạn ạ. Sao không, tại sao có tháp pháo Tesla, sao không có chúng ta có một cái xe tăng Tesla hoặc là cái xe điện Tesla đây các bạn? Bị điên à? Chiêu này dùng như nào đây? Chiêu này dùng như nào đây? Xong rồi, có chiêu nhưng mà không biết dùng rồi. Đâu, chiêu này dùng như nào? Ai chỉ nào, em đang em đang test chiêu thôi mà. À Shiba, đang test chiêu thôi mà sao đây. Từ mình phải xây thêm cái này để gia tăng sản xuất cho nó có nhiều tiền các bạn. Từ cái chiêu này dùng như nào ta. Đấy, đâu sao. Ê, có ai cho em cái xin cái hướng dẫn sử dụng của được không? À ui, thì ra là cái vương quốc của mình khi mà nhìn từ xa nó sẽ như thế này các bạn. Còn bên kia là cái gì ta, bên kia là gì không biết luôn. Được của nó chứ. Nhưng mà cái chiêu là dùng như nào ta? Tháp pháo Tesla là nào? Không biết dùng luôn đấy chứ. Phế quá. À, mình hiểu các bạn ơi. Cái tháp pháo này này, mình không cần phải đụng tay đụng chân vào luôn. Cứ thằng nào mà tiếp cận đến gần cái này là nó sẽ bị bắn. Mình ví dụ như cái thằng ánh sáng này đúng không? Mình sẽ xây ở đây. Đấy, chạy đâu. Wow, được đấy. Giống trụ trong Liên minh Huyền Thoại các bạn ạ. Được đấy. Trụ trong Liên minh Huyền Thoại với cả Liên Quân các thứ là có mấy cái trụ như thế đấy, nó tự bắn vào tướng luôn. Được của nó đấy. Được đấy, quỹ đạo là cái gì đây? Đâu, quỹ đạo là cái gì? Wow,
có thể bay được các bạn ơi. Nhưng mà thực ra là trái nào mình cũng có thể bay được như thế này, nhưng mà mình thấy là cái chiêu này mình có thể gọi là dễ điều khiển hơn các bạn. À, cái này có thể cho mình gọi là teleport, à nhầm, nó gọi là gì, tăng tốc độ di chuyển và có thể bay lên các bạn ạ. Được rồi. Ui, cái tháp pháo của mình vẫn để đây các bạn ạ. Không, ê, sao tháp pháo của mình nó lại tự bắn mình này? Rồi, đây là trái công nghệ nhà ai đây? Đây là nhà mình mà đúng không? Ê, trái nhà mình sao lại nó tự bắn mình ta? Sao nó tự bắn mình? Why? Ê, thằng này nó ăn trộm. Thằng nó ăn trộm chiêu. Nhưng mà mình nghĩ là Mình nghĩ là trái, chỉ có trái công nghệ thì nó mới có thể ăn trộm được chiêu thôi chứ. Sao các trái khác cũng ăn trộm được? Để mình đi thử. Mình phải đi thử các bạn ạ. Làm sao có chuyện mình tự xây cái này ra nó tự bắn mình được. Đấy, mình xây này ra nó có bắn mình đâu. Mà sao cái vừa lấy nó lại bắn mình? Nào có anh nào nhà hở hở tí không? Đây là nhà này hở này. Vào được luôn các bạn. Đấy, tôi thử vào đây nhá. Tôi thử vào đây trái nọc động để xem nữa. Cho em mượn tí. Mượn tí nhá. Ê, ê các bạn ơi, mình dùng được kiếm của trái nọc độc ấy. Thế thì là hình như là trái nào cũng có thể ăn trộm được chiêu các bạn ơi. Ai à? Được. Cho em, tôi bây giờ tôi sẽ quay lại cái trái đấy các bạn. Để tôi xem là đấy là mới chỉ ăn cắp được cái kiếm thôi nhá. Chưa ăn cắp được chiêu. Ê, thằng kia nó đóng cửa rồi. Ê, thôi được rồi, tôi sẽ vào cái trái khô. Ai à? Nào. Sao bọn này nó phòng thủ ác ấy nhở? Mình vào không vào được các bạn, cay thật. 400k tiền nó xây cái gì đã? Tôi phải xây thêm nhà đã các bạn ơi, cay quá. À, Siba. Khối Tesseract là cái gì? Khối Tesseract là cái gì? Này là cái gì? Dùng cái này là giam giữ à? Hay sao? Ờ, được rồi, tôi sẽ phải lụm chiêu đã, xong rồi là tôi sẽ thử ướm lên người của đối thủ. À đây rồi, có thằng này. Có thằng mỡ miệng dâng đánh mèo, các bạn ơi, thử thằng này vào. Một phát. Đấy. Trời ơi, giam giữ nó vào ngay. À, được đấy. À, xin thằng này. À, thằng này nó đi ăn trộm chiêu các bạn ạ. À, tao biết rồi nha. Tao chỉ cho mày biết cái giá của cái chữ ăn trộm là như nào, đánh cho rơi đầu luôn đi chứ. À đây à, xây pet đi, lấy pet luôn. Con pet của mình trông buồn cười quá. Một con robot các bạn ơi. Ok nha. Anh trái đất, hello, chào anh nhé. Em đứng đây từ chiều à? Ôi, từ. Ôi, tại sao nó có thể vào trong cái lò đấy, nó biến hình được ta? Rõ ràng đây là cái lò của mình mà. Thôi xong rồi các bạn ơi. Game này nó ra chế độ mới. Game này nó ra chế độ mới chứ hồi xưa mình chơi là nào? Nó đi vào nhà mình mà nó còn dám đánh nhà mình. Láo nhở. Hồi trước mình chơi cái tựa game này là không có cái chế độ gọi là đi ăn trộm chiêu như này đâu các bạn ơi. Hỏng rồi. Đây rồi các bạn ơi. Tôi thấy cái tòa nhà này là tôi có thể đi lên được này. Đấy, ok ha. Không có cầu thang à? Không có bậc thang à? Tôi cứ nghĩ là nó có bậc thang để tôi leo lên tầng 2 của nó các bạn ạ. Nhưng mà không được. Đây, tôi sẽ lấy đào từ đây, tôi bay lên. Đấy. Lên. Ái xài ơi. Ơ nhưng mà tại nó chưa xây chiêu ở trên này các bạn ạ. Thôi được rồi, tôi thử xuống tầng 1 để của nó xem có cái chiêu gì không. À, viên đạn ác quỷ. Đây này, thử xem cái kiếm ác quỷ của nó ra cái gì nhá. Dâu, số 9. Đây rồi. À, cũng đẹp ấy chứ. Chiêu số 3 gì đây? Ơ, này không chiêu, không có chiêu số 3 luôn à. Trời ơi, đẻo ấy. Rồi, thử xem cái chiêu này là chiêu gì đây. Số 0 nè. Viên đạn. Wow. Trái ác quỷ, nhưng mà sao lại, tôi tưởng nó bắn ra một cái gì đấy màu đỏ, nhưng mà nó bắn ra một cái gì đấy một toàn đen xì xì đấy các bạn ơi. Xì đèn đèn là đen xì xì cực sâu. Rồi, đây xem là cái gì đây. Ủa. Wow, tôi có thể mở thêm các bạn ạ. Tôi có thể mở thêm. Mở thêm được cái ba lô chiêu thức của mình các bạn ạ. Là tôi sẽ bấm vào đây để tôi sẽ mở thêm cái ba lô chiêu thức. Từ hàng rào danh năng à, nhầm, răng nanh. Răng nanh về danh năng này. Rồi, đâu, dùng chiêu đây. Ui, cũng được ấy chứ. Rồi, nhưng mà thằng này nó chưa xây các bạn ạ. Chưa xây thêm. Ok nha. Đấy, đấy là cái bí quyết ăn cắp chiêu của tôi đấy các bạn ạ. Còn các bạn ăn cắp chiêu như này, hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé, từ. Cho em vào nhà với. Đồ ăn hại. Nó có cái cửa laser như thế, mình không hiểu sao mình lại cắm đầu đi vào được, ẻo thật ấy. Rồi, à, lụm tiền để xây nốt nhà đi. Xong rồi muốn làm gì thì làm các bạn. Súng gì? Đấy. Ok. Ôi trời ơi, đáng lẽ tôi phải xây cái máy này trước chứ, để nó gia tăng sản xuất. Chết rồi, làm kinh doanh thế này thì hỏng bét hết. Trời ơi, phá sản sớm các bạn ạ. Hay thật. Tôi không để ý, tôi không phải là ấy. Tôi không để ý thôi. Rồi.
Đấy, lấy pet, sau đó là biến hình. Ok, rồi đi, bây giờ đi chiến đấu các bạn ơi. Tôi là có combo. Đấy, combo răng nanh, răng năng. Răng nanh, đấy. Ờ, à, đâu rồi. Nó không nhộn nhịp như hôm trước tôi. À đây, ở đây có đánh nhau ai? Boom chiếu ai? Nào Naruto, mày cái đầu game mày bắt nạt ai đấy? Đầu game mày bắt nạt ai đấy? Ơ kìa, bây giờ nó vẫn bắt nạt mình các bạn ạ. Rồi nha, Naruto đâu rồi? Chạy đâu rồi, sợ quá đúng không? Đâu rồi, à đây. Chạy này, như nào? Đi đâu? Nó đâu rồi? Xong xanh nhanh, nó đúng là Shinobi đâu khác. Chiêu gì đây? Chiêu gì đấy mà có thể hóa được quả kiếm to vậy? Naruto đâu rồi? Đi ra đây. Bước ra đây thì làm sao? Ôi, nó biến mất rồi các bạn ơi. Khả năng nó sợ quá, thấy chưa? Nó thấy cái kiếm của mình to quá, sợ quá, thoát game ngay. Bạn bị kinh rồi. Tôi thấy thằng Naruto đang đứng thập thò đây các bạn ạ. Đồ rồi. Ok nào nhỉ? Để rồi, tôi sẽ phải xây cái tháp pháo lên đây. Đấy, đánh chết thằng Naruto luôn. Nào. Ok, nó đứng im cho mình đánh luôn mà các bạn. Nó khinh thường mình à? Sại thế. Không thể để như thế được. Tôi thử dùng cái chiêu mới xem nó như nào. Bye, have a great time. À, chiêu mới là như nào? Đâu? Chỉ định vào nó đây. Ok, bắn xịt rồi. Thằng Naruto chạy lên đây các bạn ạ. Ờ, à, đây. Để dùng chịu. Chỉ định vào nó luôn này. À. Mạch. Mình đánh toàn xịt này rồi. Đều. Bắt nạt ai đấy? Ui, cả hai cùng chết luôn mà. Hòa. Không được, không thể để hòa được. Mình phải thắng. Không thể để hòa được các bạn ơi. À đây, có đánh nhau rồi các bạn ơi. Cho tôi ăn hôi với. Ui, trong khi mình bay này mình vẫn có thể dùng được chiêu các bạn nhé. Ui, trái đất. Ui, trái đất là độn thổ các bạn ạ. Độn thổ được ấy. Đâu? Chạy đi đâu con sâu. Ui, cái chiêu gì nó có thể giật ngược mình lại luôn mà. À, trái thiên nhiên. Nó hóa một cái cây xong rồi nó giật ngược mình lại. À, đi ra chỗ khác đi. Đừng. À, cái thằng kia nó đánh mình các bạn. Lọ thuốc của tôi đâu? Lọ thuốc của tôi đâu? Số 8. Thuốc, uống thuốc vào. Đúng rồi, hồi. Được rồi. Đánh ai đây? À, không. À, hốt quá nó chạy vào nhà ngay đấy chứ. Đây rồi, Naruto đây rồi. Kẻ thù không độ trời chung. Mất rồi. Nó đây rồi. Đấy. Xây tháp pháo lên. Naruto chạy ra đây. Bắn chết Naruto ngay. Boom. Sột. À. Bruh. Uống thuốc. Không chịu uống thuốc luôn. Trời ơi. 600k tiền để các bạn ơi xây nhà đã. Tôi sẽ phải xây. Xây hết đi. Ok. Đây. Xây mãi mới được các bạn. Ui, một phát ra 10.000 tiền luôn đấy chứ. Cái này cần 5 triệu đúng không? Được rồi, tôi trong cái thời gian đợi được đầy đủ 5 triệu, tôi phải ra tôi combat với cái thằng Naruto các bạn. Cay thế. Tập trước thì là Madara, còn tập này thì là Naruto các bạn. Đâu rồi? Thằng Naruto ấy. Chạy đi đâu? Ôi ôi đây, bây giờ tôi mới thấy đánh nhau bùng chiếu đấy các bạn ơi. Trong khi mọi người đang đánh boss thì tôi đang đánh mọi người. À, tôi phải trả thù tất cả những người nào mà từ khi mà tôi mới vào game bắt nạt tôi nhá. À, còn bây giờ tôi sẽ tập trung đánh boss này các bạn ơi. Bắn boss đây. Bắn ai? Anh boss ơi. Uống nước, uống thuốc vào. À. Đấy, ui các bạn ơi, sao chiêu của tôi đánh boss mất có 25 máu vậy? Chứ vậy. Quật luôn. Đấy, bắn boss này các bạn ơi. Nổ boss, kiếm tiền, lụm tiền. À. À, mấy cái thằng này không làm mà nó có ăn à. Trời ơi, nhưng mà mới đầu vào game mình cũng thế các bạn. Không làm gì để cho chúng nó đánh boss xong rồi mình vào mình lụm tiền nữa các bạn. Ok. Đâu Naruto. À đây là trái ánh sáng. Thằng này là trái ánh sáng, là lúc đầu nó vào đó. Nó định gọi là ăn cắp công thức chiêu thức của tôi các bạn. Đâu, để tôi xem còn nhà nào mở cửa mà tôi vào tôi ăn cắp. Không nhà nào mở cửa các bạn ơi. Khó thế. Ow. Anh ơi, em cho em uống thuốc cái đã. Ôi ơi, tẩu thoát ngay. Ui dồi ôi, không đỡ được các bạn ơi. Ờ, bây giờ tôi có tiền rồi đấy. 500k tiền. Nhà tôi đây. Ui, 11 triệu rồi các bạn ơi. Ui, nó lên nhanh thật sự ấy chứ. Nào, tắt kết thúc chiếu đây. Cái gì nhỉ? Ờ kìa, sao vào đây tự nhiên đấy. Rồi, ok. Đấy.
Bây giờ tôi sẽ dùng cái kiếm này đấy. À tôi biết tại sao rồi, tại vì vừa nãy là tôi không gọi thú cưng, với cả tôi không biến hình nên là cái sức mạnh của tôi bị giảm đi một phần các bạn ạ. Đấy, bây giờ biến hình nhìn nó đẹp dai này. Ok nha. Rồi, tôi xây nốt đây. 5 triệu đúng không? Mua luôn. Đấy, còn gì nữa nhỉ? Xây thêm tầng, xây thêm một tầng nữa kiểu gì ta? Ui các bạn ơi, trái công nghệ này bị đẻo à? Không xây được thêm tầng thượng các bạn ạ. Từ từ, hình như là xây được, hình như là sẽ có xây được, nhưng mà tôi chưa xây cái cầu thang ở ngoài các bạn ơi. Cầu thang ở ngoài mình xây đâu ta? Đây. 50 tiền mình sẽ xây một cái cầu thang ở ngoài này các bạn. Đó, mình leo lên. Leo lên. Ôi ơi, sao leo ở giữa không leo, leo bên cạnh đâu. Rồi, tháp năng lượng đây rồi. Let's go. Tôi sẽ chỉ định thằng Naruto. Đây rồi, nhà Naruto ngay sát nhà mình luôn mà. Hàng xóm à? Anh hàng xóm đang mến à? Mình không bắn được vào nhà nó chứ các bạn ơi. À, mình đang định bắn thì nó xây ngay tường lên các bạn ạ. Cay thật. Được rồi, tôi sẽ vào nhà tôi. Để tôi gọi là tôi điều khiển cái tên lửa đạn đạo của tôi các bạn. Bắn nổ nhà Naruto luôn. Rồi tên lửa đây. Dùng tên lửa đấy các bạn ơi. Nhà Naruto. Ui. Các bạn ơi, các bạn có thể nhìn thấy đang đánh nhau bùm chiếu ở dưới này các bạn ơi. Đâu nhà đằng Naruto đâu ấy? Nhà này đúng không? Điều khiển bắn một cả quả tên lửa vào nhà luôn. Ra ngó đây các bạn. Đây này, nhà ở đây này. Trời ơi, sao mình không nhìn thấy? Không nhìn thấy các bạn ạ. Mình ở trong nhà không nhìn thấy. Ui. Các bạn ơi. Đấy, nhìn thấy không? Cảnh ở ngoài chiêu chưa? Đấy, có cả điệu bay đang đánh nhau bùm chiếu ở ngoài các bạn ơi. Đấy, thằng Naruto đang à. Mày đang đứng đấy mày hóng hớt à? Đứng đấy đợi ta. Bây giờ tôi phải phóng một cái tên lửa vào người thằng Naruto cho chắc ăn các bạn. Không ra quánh cho mình hẹo mất thì sao. Mình có đồ mà. Đồ ấy. Ok, tôi đang định bắn thì tự nhiên này nhà nào ai về nhà đấy giải tán hết rồi các bạn ơi. Cay thật. Rồi tôi sẽ bắn một cái người bất kỳ vậy. Đây ôi. Đâu nhà nào? Nhà nào nổ đấy? Nhà nào nổ tên lửa đấy? Chả thấy nhà nào nổ tên lửa cả các bạn. Cay thật. Rồi bây giờ tôi sẽ đi tìm thằng Naruto các bạn ơi. Tôi phải tiêu diệt bằng được thằng Naruto. Đâu rồi? Naruto! Ra đây! Ta không phải Sasuke đâu. Không phải sợ. Nó không trong nhà các bạn ơi. Nó không có trong nhà. Nó chạy đâu rồi ta? Mà Shiba. Không tìm được thằng Naruto rồi. Trái thiên nhiên. Ui. Cái thằng trái thiên nhiên này nó vừa đi nó vừa hồi máu được luôn mà các bạn. Được đấy chứ. Ao ao. Ai ôi. Cái gì mà đánh nhau tà là vằn vậy. Nào. Ui nó hút mình lại này. Ui. Đánh nhau đơ luôn các bạn ơi. Uống thuốc ngay. Không kịp uống thuốc luôn. Sao mà khỏe thế nhở. Thôi các bạn ơi. Tình hình là trái công nghệ là yếu quá. Nên là có lẽ là các bạn phải chờ đến video khác rồi chứ các bạn. Bây giờ các bạn xem tôi chơi trái công nghệ đấy. Tôi xây mắc cái nhà này lên rồi. Nhưng mà tôi đi ra ngoài tôi vẫn bị chúng nó oánh nhau như con các bạn ạ. Nhất là Naruto với Hashirama nó oánh cho tôi. Nhức cóp luôn các bạn ạ. Nếu như các bạn ủng hộ thì lần sau tôi sẽ chơi cái trái thiên nhiên các bạn. Tôi sẽ chơi giống như gặp Hashirama ấy. Và tôi sẽ đi ăn cắp các nhà khác các bạn. Như ở đây nhà nào cũng lắp laser rồi làm sao mà vào nhà để ăn cắp trái đây các bạn. Ok, và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh và đừng quên bấm nút chuông lên để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn nha. Có bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye, peace.